Để thực hiện thành công đề án đổi mới cai nghiện ma túy của chính phủ, đặt mục tiêu đến năm 2020, 90% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị nghiện, trong đó điều trị bắt buộc tại cơ sở cai nghiện chỉ chiếm 9%. Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội về thực hiện công tác phòng chống ma túy, mại dâm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội năm 2020. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội từ bộ đến công an các địa phương huy động tối đa lực lượng để triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng chống ma túy, mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Nằm ở cửa ngõ thủ đô Hà Nội, đầu mối giao thông với các tỉnh phía Bắc, Thái Nguyên là tỉnh thu hút nhiều người từ các nơi đến lao động, học tập và giao thương hàng hóa. Đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ma túy nói riêng và lựa chọn hình thức cai nghiện ma túy hiệu quả tại cộng đồng, gia đình. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành tổng rà soát người nghiện, người nghi nghiện trên địa bàn, lập hồ sơ theo dõi, không để cho các đối tượng nghiện có điều kiện hoạt động phạm tội để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách. Đồng thời, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã hàng ngày đến từng hộ dân có người nghiện ma túy để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm để từng người dân trên địa bàn biết được hiểm họa ma túy, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác phòng chống và cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Trong thời gian vừa qua thì lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện cái tham mưu cho cấp ủy, các chính quyền địa phương các cấp thực hiện cái công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Thì theo cái số liệu năm 2019 thì đã tiến hành cai nghiện bằng các hình thức trên 1.100 người nghiện chất ma túy trên địa bàn, đặc biệt là những người nghiện có mặt tại địa phương thì có cơ bản là được áp dụng các hình thức cai nghiện cộng đồng theo phù hợp với các quy định của pháp luật. Theo số liệu thống kê của các lực lượng chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 4.600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tính từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho trên 500 người nghiện ma túy, đạt gần 54% so với kế hoạch. Trong đó, cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh là 137 người, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện là 202 người và cai nghiện tại gia đình là 192 người. Để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân hiểu việc cai nghiện tại gia đình, cộng đồng là một trong những giải pháp cần thiết nhằm giúp người nghiện không bị cách ly khỏi xã hội, không gián đoạn học tập, việc làm, giảm sự kỳ thị và có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các mô hình cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy đã có những cái điều kiện rất là thuận lợi. Thứ nhất là về cái công tác lập hồ sơ thì đã được sự phối hợp rất là tích cực của lực lượng công an. Vì vậy, việc lập hồ sơ theo những quy định trong nghị định 221 hiện nay đối với tỉnh Thái Nguyên triển khai thuận lợi. Từ các cái chính sách chế độ cho học viên đều được thực hiện theo đúng như nghị định 136. Và đối với học viên cai nghiện tự nguyện thì được thực hiện theo nghị quyết 01 của Ủy ban dân tỉnh. Trải qua hơn 55 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực và đang trở thành đầu tàu kinh tế của tỉnh cũng như vùng trung du miền núi phía Bắc. Song kéo theo đó là hàng loạt các nguy cơ gây mất an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên xác định rõ vấn đề nghiện ma túy là căn nguyên phát sinh mọi loại tội phạm và công tác cai nghiện ma túy phải là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, góp phần ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Như lực lượng công an, nhất là cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với gia đình và tạo điều kiện được điều trị tại các cái cơ sở cai nghiện. Số người nghiện cũng đã yên tâm xây dựng kinh tế của gia đình và ổn định cuộc sống.
thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh, lực lượng công an 21 phường và 11 xã của thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát tại khu vực điểm nóng, tập trung đông người trong khung giờ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ ngày hôm sau. Lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn các xóm, gắn bó với nhân dân, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Qua công tác tình hình địa bàn, quản lý con người, thì nắm được thông tin về bọn tội phạm, gia đình của các con người đã mắc tội phạm, chỉ muốn là quay đầu trở lại để con người thân thiện, có chỉ muốn là có một công an việc làm ổn định, có thu nhập để làm sao để trở thành con người có ích cho xã hội. Đây là anh Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1978, trú tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay, anh đã và đang trở thành một trong những tấm gương sáng trên địa bàn tỉnh vì đã thành công trong việc từ bỏ cái chết trắng, trở về đúng nghĩa là một người công dân có ích cho gia đình, xã hội. Để có được ngày hôm nay, quả là điều không dễ dàng. Nhưng với sự nỗ lực của bản thân, sự động viên, tin tưởng của gia đình, sự vào cuộc tích cực của lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội nói riêng, các ban ngành, đoàn thể nói chung đã giúp anh và gia đình được toại nguyện. Bản thân anh cũng tự tin xuất hiện trước cộng đồng để chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình và coi đó như một bài học để những người khác học tập và cố gắng từ bỏ thành công ma túy. Sự là động lực đầu tiên là tôi nghĩ về gia đình, về công ơn giáo dục của ba mẹ. Thì là sự trợ giúp của tôi kéo dài rất dài và ảnh hưởng đến cả vợ con, con của tôi, vợ thì cũng nhập trường nữa. Còn đây là công việc hàng ngày của anh Bùi Đức Sơn, sinh năm 1970, trú tại phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Sau khi đoạn tuyệt với ma túy, có công ăn việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc, thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, huấn luyện các lớp đào tạo bóng đá do tỉnh tổ chức. Cuộc sống của anh Sơn đã và đang thật sự có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhớ lại những khoảng thời gian nỗ lực để đoạn tuyệt với ma túy, anh Sơn luôn thầm cảm ơn gia đình, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ công an phường đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tạo mọi điều kiện, giúp đỡ để anh đủ quyết tâm viết lại những trang sách mới trong cuộc đời. Theo tôi nghĩ rằng nếu như mà được cái sự quan tâm của những cơ quan chức năng, ban ngành cũng như cái nỗ lực phấn đấu của mình thì cái này nó không phải là khó. Nhưng con người khi đã trở về rồi thì thường khi có cái cảm giác là bị miệt thị hay không được những cái mà quan tâm tới thì cũng rất cần, rất mong được quan tâm và được chia sẻ rộng rãi và để cùng nhau để cho những cái thế hệ cũng như là cái tệ nạn này càng ngày càng đẩy lùi đi. Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, đã có rất nhiều trường hợp cai nghiện thành công. Nhưng vì sự kỳ thị, rất nhiều người khi trở về cuộc sống đời thường, có công ăn việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc, họ vẫn không muốn nhìn lại những ngày tháng đã qua. Nhưng qua những chia sẻ rất chân thực, đa phần họ đều khẳng định để có thể cai nghiện thành công, điều quan trọng, cốt lõi nhất vẫn là sự nỗ lực của bản thân, sự tin tưởng của gia đình, người thân và sự quan tâm, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ của các lực lượng chức năng và vòng tay đón nhận của cả cộng đồng. Xác định để công tác cai nghiện đạt hiệu quả, trước tiên, phải làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước, xây dựng và thực hiện các quy định về phòng chống tội phạm phù hợp với đặc thù từng địa bàn, tiếp tục công khai hóa và niêm yết các quy định, trình tự thủ tục pháp luật, thực hiện từng nội dung cụ thể để nhân dân biết và thực hiện. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng công an, để từ đó thống kê, nắm bắt các đối tượng nghiện trong độ tuổi thanh niên và đề ra những biện pháp, giải pháp để giúp đỡ cụ thể. Trước hết là sẽ tập trung tuyên truyền, vận động người nghiện đi cai nghiện tại các cơ sở uy tín và vận động họ tham gia đăng ký điều trị cai nghiện bằng thuốc
Tha Đôn tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên cũng như là nhân dân không kỳ thị phân biệt đối với những đối tượng này. Ban thường vụ tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tư vấn, định hướng giới thiệu việc làm và dạy nghề cho những đối tượng đã cai nghiện thành công. Hiện nay, tại các địa phương trên cả nước, các trung tâm y tế huyện, xã, phường, thị trấn cũng được lựa chọn là nơi triển khai hoạt động của điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Để công tác cai nghiện đạt hiệu quả, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã và y tế địa phương, các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện. Để xác định đối tượng được điều trị nghiện theo quy định của từ 3 đến 5 ngày, thì thứ nhất là về cái vị trí, thì cai nghiện chúng tôi đã có những cái lực lượng phối hợp, thì hiện tại cũng chưa có và chưa đủ. Thứ nhất là về công an này, phối hợp với công an y tế và đội dân phòng, đội dân phòng bảo vệ tổ dân phố, đấy là bốn cái lực lượng chúng ta để thực hiện cái cai nghiện cộng đồng. Thì chúng rất mong là trên sẽ có cái văn bản quy định cụ thể về nhân lực và vật lực, về tài chính, về thuốc men để phục vụ cho cái cai nghiện tại cộng đồng. Phú Thọ không phải là tỉnh trọng điểm về ma túy, song tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Đơn vị đã tiến hành phối hợp với tất cả các sở ban ngành trong việc tuyên truyền đến thanh thiếu niên hư, đến quần chúng nhân dân, đến trường học về tác hại của ma túy mại dâm. Bên cạnh đó, các lực lượng mũi nhọn của công an tỉnh ở khối điều tra tiến hành xây dựng các chuyên án đấu tranh triệt xóa các tụ điểm có manh nha hoạt động ma túy mại dâm. Chính vì vậy mà trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không có hoạt động ma túy mại dâm mang tính chất tụ điểm phức tạp xảy ra. Những năm trước nhân dân rất bất an về vấn trường trường hợp ma túy. Sáng ra mở cửa ra đã thấy có kim tiêm ở trước cửa hoặc là ở những cái gốc cây quanh nhà rồi. Nhưng mà vài năm trở lại đây là tình trạng này không còn nữa. Nên rất là vui mừng và phấn khởi về vấn đề tệ nạn xã hội trong khu dân cư đã được coi như thế là quản lý rất chặt chẽ. Cả khu chúng tôi chỉ có riêng có một trường hợp, thế nhưng bây giờ đã được chuyển sang uống methadone rồi. Cho nên là cái tình hình hiện nay là ma túy trên địa bàn khu dân cư phải nói là không còn nữa. Với quan điểm đổi mới công tác cai nghiện ma túy, giảm cai nghiện bắt buộc tại trung tâm, tăng cường cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng được mạng lưới tình nguyện viên, đội công tác xã hội tình nguyện, cộng tác viên công tác xã hội tại các xã, phường, thị trấn. Bằng lợi thế cư trú ổn định trên địa bàn, có uy tín và gần gũi với nhân dân, các tình nguyện viên trong đội tình nguyện đã tiếp cận, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn trực tiếp cho người nghiện ma túy và người có nguy cơ cao, góp phần làm giảm phát sinh người nghiện mới, tăng số người được cai nghiện, chữa trị và giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm. Trong những năm qua thì chúng tôi đều có xây dựng kế hoạch cho các đối tượng cai nghiện tại cộng đồng dân cư. Thì đại đa số là các đối tượng nghiện đã tự nguyện cai nghiện. Cái tình trạng đối tượng vừa cai nghiện vừa sử dụng methadone ở tại gia đình có hiệu quả rất là cao. Mỗi năm ít nhất là chúng tôi xây dựng giáo dục được cai nghiện tổng khoảng độ 4 đến 5 trường hợp. Thì qua kiểm tra lại thì gần như là các đối tượng không dương tính với ma túy nữa. Phường Tiên Cát chúng tôi cũng là một cái phường tương đối đông dân và thành phần dân cư phức tạp. Thế nhưng mà trong nhiều năm thì chúng tôi cũng không phát sinh những cái điểm nóng như là các tệ nạn ma túy. Cái số người nghiện mới thì trong nhiều năm thì chúng tôi cũng không có phát sinh các cái trường hợp nghiện mới. Đối với các cái đối tượng cần phải áp dụng các cái biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn thì công an phường cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân các cái biện pháp để giám sát, quản lý giáo dục các cái đối tượng này tại nơi cư trú và giúp đỡ họ nhận ra những cái sai lầm để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Cai nghiện ma túy đã gây tốn kém tiền bạc, công sức của nhiều người mà chống tái nghiện là cuộc chiến nhọc nhằn, cam go hơn. Ngoài những chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự mở rộng vòng tay nhân ái của xã hội thì hơn bao giờ hết, chính bản thân người nghiện phải vượt qua thách thức để đoạn tuyệt với tệ nạn này, để bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.